tắm biển nha anh chị. Quá đẹp. Xuống đây check in chụp hình. À, xuống check in chụp hình. Thấy rất là nhộn nhịp. Đúng là thành thành phố dịch vụ du lịch mà. Thành phố Quy Nhơn. Đó, bên kia có ốc 35.000 nè. Quán lề đường. Ốc 35 77 Club. Đó. Gửi đến anh chị nha, những khu phố ăn chơi tại thành phố biển Quy Nhơn. Đó, có những cái chỗ đi xuống nè. Ngay khúc này là cái biểu tượng của thành phố biển Quy Nhơn. Đang xây dựng. Đó, đang xây dựng. Ở đây có cái chữ nè, Quy Nhơn nè. Đang xây dựng nha anh chị. Chưa xong. Nhà hàng khách sạn nè. Đó, nhìn ra. Đó, sáng đèn kìa, ban đêm mà mở rất là đẹp. Cảnh biển nha, nghe tiếng sóng biển vào ban đêm nha anh chị. Đi ra biển, ngồi làm bài ve hóng gió biển, hát ca, mô phỏng hùng kê quyền. À, thế của kê chắc gà ha. Vỏ Bình Định mà, xứ vỏ mà anh chị. Mà làm tạc bằng đá hoa cương luôn anh chị. Tạc bằng đá hoa cương luôn, rất là đẹp. Đó. Quá đẹp luôn chị ơi. À, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em sẽ làm một video vào lúc 10 giờ đêm tại thành phố biển Quy Nhơn để gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Thì em cũng book khách sạn ở gần trung tâm thành phố biển Quy Nhơn và em ra khu vực đường Xuân Diệu để em ăn tối. Em vừa ăn ở quán Rơm nằm trên 350 đường Xuân Diệu nghe anh chị, thành phố biển Quy Nhơn nha. Kế bên thì là quán biển phố 348 đường Xuân Diệu nha. Khu vực này là khu vực để xe máy và ô tô. Sau đó chúng ta đi qua đường, chúng ta sẽ ăn tối tại các quán nằm bên đường Xuân Diệu. Đây là em vừa ăn xong, gần 10 giờ đêm rồi. Thì em thấy các hàng quán ở thành phố biển Quy Nhơn rất là đông đúc. Đó, cũng cập nhật đến tình hình khu vực đường Xuân Diệu là một trong những tuyến đường ven biển rất là nhộn nhịp, hàng quán nhậu. Đó, rất là nhộn nhịp anh chị. Đó, cũng gửi đến anh chị những hình ảnh về đêm 10 giờ đêm tại thành phố Quy Nhơn. Phía xa có cái tòa nhà chiếu màn hình LED cờ Việt Nam khá đẹp nè. Đó, đường phố 10 giờ đêm nè tại thành phố Quy Nhơn. Ăn uống cũng khá là tấp nập á anh chị. Em thấy rất là nhộn nhịp. Đúng là thành phố dịch vụ du lịch mà. Thành phố Quy Nhơn. Đó, cũng gửi đến anh chị nha. Tình hình du khách đến với thành phố biển. Đó, bên kia có vựa hải sản nè, quán lúa cũng nằm trên đường Xuân Diệu luôn. Thì đến với thành phố Quy Nhơn thì anh chị ra đường Xuân Diệu là một trong những cái khu các quán ăn cũng như là khách sạn đậu xe bên đường nè, đậu xe bên đường xong nó qua bên kia ăn uống. Ở ngoài là bãi biển, đi dạo biển vào ban đêm. Cũng gửi đến anh chị nha. Đó, xe điện cũng chở du khách đi vòng vòng chơi. Đó, phía trên có cái khách sạn chiếu màn hình LED đẹp quá. Đó, anh chị nhìn ngắm xe cộ 10 giờ đêm chạy nhộn nhịp như thế này là để biết cái tình hình thành phố nhộn nhịp như thế nào. Đó, xe đậu hai bên đường nè. Đó, xe máy chạy nè, ô tô chạy nè. Đó, khá là nhộn nhịp anh chị. Hàng quán khách sạn hải sản từ cao cấp đến những quán lề đường, em cảm nhận khá nhộn nhịp luôn anh chị. Em thấy là thành phố biển Quy Nhơn quá nhộn nhịp về đêm. Đặc biệt là cái khu đường Xuân Diệu, mấy cái thành phố mà du lịch đó anh chị. Mà du lịch biển đó nha.
Đó, bên kia có ốc 35 ngàn nè. Đó, quán lề đường. Ốc 35. Mà đặc biệt là những tuyến đường thành phố mà du lịch biển á, những tuyến đường mà quen biển rất là nhộn nhịp luôn chị. Hàng quán khách sạn rất là nhộn nhịp về đêm. Đi dạo dạo để gửi đến anh chị những hình ảnh tình hình kinh doanh buôn bán tại các tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các thành phố du lịch. Em cũng cố gắng dành thời gian, có thời gian rảnh em sẽ đi thực hiện các video ban ngày cũng như ban đêm ở các tỉnh thành để gửi đến anh chị từ thành thị đến nông thôn luôn nha anh chị, để xem đời sống hoặc là kinh doanh buôn bán của người dân đất nước Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Ăn mấy cái ốc dĩa hè này cũng khá là thú vị đó anh chị. Ngồi ở ngoài lề đường khá là mát nha. Đó. Ốc đợi tí 35k. Đó, 35k. Ốc 35k nha anh chị. Đó, các hàng quán xe 10 giờ đêm cũng khá nhộn nhịp nha. Ở bên kia là dọc bờ biển. Em thấy thành phố Quy Nhơn cũng khá là nhộn nhịp về đêm á, đặc biệt về đêm khá là nhộn nhịp. Em nhận anh chị nhìn ngắm phố phường đô thị tại trung tâm bờ biển của thành phố Quy Nhơn để anh chị cảm nhận nha. Xe đậu hai bên đường khá là thoải mái. Đường này mỗi bên hai làn xe nhưng mà cái làn xe bên trong rất là rộng, đậu xe còn một khúc nữa nè, chạy rất là thoải mái luôn. Phía trước là khu cà phê, quán bar lắp, khách sạn. Đó, khách sạn đó chiếu màn hình LED đẹp quá. Đó, xe điện chạy đó. Đó, bên kia club nè. Đó, club 77 club. Đó, gửi đến anh chị nha, những khu phố ăn chơi tại thành phố biển Quy Nhơn. Cà phê, quán nhậu dọc theo đường Xuân Diệu này khá là đông. Ở đây có mấy cái chỗ đậu xe rất là thoải mái anh chị. Rất là thoải mái nha. Em về dạo dạo để em gửi đến anh chị. Chị cảm nhận đi ra cái đường Xuân Diệu chơi vào ban đêm. Nếu anh chị có dịp đến với thành phố Quy Nhơn thì anh chị ra đường Xuân Diệu ăn uống cũng như là cà phê. Đó, thuê khách sạn gần đây thôi. Đó, xe điện chạy liên tục để chở du khách. Cũng đẹp lắm anh chị. Đó, xe chạy liên tục ấy. Xe điện chạy liên tục. Ở đây có mấy cái màn hình LED quảng cáo rất là hiệu quả chứ. Nhìn đẹp hết chứ. Khách sạn gửi đến anh chị nha. Tối rất là nhộn nhịp luôn. Đó, quán nhậu tối rất là nhộn nhịp. Rồi, dạo ra bờ biển để anh chị nhìn ngắm nha. Đó, quán Di Mập nằm trên đường Xuân Diệu. Đây là đang làm cái quảng trường gì nè. Anh quay phim xe đậu rất là thoải mái luôn. Ở
ở trong là dọc theo bờ biển là công viên rất là đẹp, viên rất là đẹp. Ở đây đang xây cái biểu tượng gì nè anh chị, đang quay lại nè, chưa xong á. Quy Nhơn, có biểu tượng của Quy Nhơn kìa đó, chắc làm cái quảng trường gì đó. Đang quay lại chưa xong nè, đi dạo ra bờ biển. Bờ biển rất là dài nha anh chị, tối tối ra đây đi dạo rất là đẹp luôn. Trên kia là đó, bờ biển rất là đẹp luôn đó, trên kia sáng đèn luôn kìa đó, những khách sạn ở trên kia kìa, đẹp quá đẹp quá anh chị. Đặc biệt là những cái đèn này giống cái đèn trong sân vận động anh chị, rất là sáng luôn, làm cho biển, bãi biển rất là đẹp đó. Ra đây ngồi hóng gió biển hoặc là đi dạo ra biển. Ở đây có cái cống gì rất là to luôn chị, à, cái cống à, rất là to luôn. Cái từ cái mí đó mà đi xuống bãi biển á, rất là cao luôn á. Chắc là nước bình thường nó dâng lên tới đây hay sao nè. Bãi biển từ ngay chỗ cái bờ biển mà ra tới nước ngoài kia rất là xa luôn. Đó, ra đây dạo biển nha. Đó, có những cái chỗ đi xuống nè, ngay khúc này là cái biểu tượng của thành phố biển Quy Nhơn đang xây dựng. Đó, đang xây dựng. Ở đây có cái chữ nè, Quy Nhơn nè, đang xây dựng nha anh chị, chưa xong, giống như cái quảng trường gì á. Đó, đợi đến anh chị nha. Rồi đi dạo xuống biển nè. Đó, bờ cát nè, rất là xa luôn. Rất là xa. Đi dạo ra biển đêm gửi đến anh chị nha. À, đây đi dạo biển rất là thích anh chị. À, sáng đèn luôn, dọc rất là xa. Bãi biển này rất là xa. Túc túc bên kia. Mà qua thẳng bên kia luôn. Nhà hàng khách sạn nè, đó nhìn kìa. Đó, sáng đèn kìa, ban đêm mà mở rất là đẹp. Đó. Đây là đi dọc theo bờ biển nè. Ở trên đây thì cát nhiều quá, đi xuống đây là ít cát hơn nè. Đó, cát ở đây là nước á, nó không vô dép. Cảnh biển nha, nghe tiếng sóng biển vào ban đêm nha anh chị. Đó, sóng biển dạt vào luôn, sóng rất là to luôn. Hưởng vitamin C nha anh chị. Trời hôm nay trăng bị mây che rồi. Trăng bị mây che rồi. Đó, đi dạo bờ biển. Đó, cảnh bờ biển ở trên nè, rất là sáng đèn luôn. Ở đây đi dạo bờ biển nè. Hưởng tí không khí biển. Biển bao la. Mát lắm anh chị ơi. Hello Quy Nhơn nha. Hello biển nha. Đó em la hả? Biển to quá. Ồ sóng biển kìa. Ôi sóng biển. Mạnh lắm. Rất là mạnh anh chị. Quá mạnh luôn, tiếng sóng biển dạt dào luôn. Ở trên là cái đèn rất là sáng luôn. Đặc biệt em ra Quy Nhơn em thấy dọc bờ biển đó, đầu tư những cái đèn này rất là đẹp anh chị. Rất là đẹp luôn. Gọi là sáng y một bờ biển luôn mà. Trên kia kìa, khách sạn kìa, chỗ cao tầng luôn. Ở đây cũng vậy nè, dọc theo cái đường ven biển là đường Xuân Diệu á, khách sạn rất là nhiều luôn. Đó, gửi đến anh chị bãi biển nha. Bãi biển từ cái bờ đó mà đi ra ngay chỗ dưới biển cũng rất là xa. Đó, bên kia là các
khách sạn. Ở bên đây mình đi bộ ra sáng ra tắm biển rất là thích luôn. Cát đẹp quá anh chị, cát đẹp quá anh chị nè, bãi biển rất là sạch luôn anh chị, quá đẹp luôn. Ta đi bộ dọc theo công viên nha. Đó, khúc này là thấp hơn nè, khúc kia cao quá, khúc này leo xuống rất là dễ. Đó, trong là các công viên, các công viên á. Ra đây đi dạo rất là thích, ở trong cái công viên cũng đẹp lắm nha. Đó, công viên ở trong nè rất là đẹp nha, trồng dừa, trồng dừa nè đẹp đó nha. Đó, đi bộ tối, đi bộ không mát. Có cái tượng gì nè, mô phỏng anh hùng trong bài Chòi Nhân Gian Bình Định. Chòi Nhân Gian Bình Định à, cái tượng của bài chòi ở trong bài Chòi Nhân Gian Bình Định. cái tượng anh chị, tượng này bằng đá, đá hoa cương hay sao, đá hoa cương. Đó, đá hoa cương nè, đẹp á, tạc tượng á, gọi là mô phỏng anh hiệu hả, anh hiệu nha anh chị, anh hiệu trong bài Chòi Nhân Gian Bình Định. Đó, có tiếng Việt, tiếng Anh nè. Mô phỏng anh hiệu trong bài Chòi Nhân Gian Bình Định. Đó, dọc bờ biển nè. Khúc này cát thì lên cao nè. Mấy cái trụ này là đi tắm nước mặn biển xong rồi vô đây. Vô đây có mấy cái chỗ tắm nước ngọt nè, miễn phí anh chị. Tắm nước ngọt có ba cái vòi. Đó, ở dưới đây có cái nút để bấm nước nè. Giờ chắc tắt nước rồi. Đó, là tắm nước ngọt. Rồi tiếp tục nha anh chị. Đó, cũng ra biển ngồi nhậu kìa. Thích chưa? Thì ra biển ngồi làm bài ve hóng gió biển, hát ca. Ở trong là hàng quán khách sạn, thích nhậu thì vô khách sạn. Ở đây là công viên, công viên cũng khá là đẹp anh chị, công viên đẹp lắm. Đó, cái đèn sáng lắm anh chị, đèn như trong sân vận động luôn. Thật bất ngờ khi cái bãi biển rất là đẹp luôn anh chị, rất là đẹp. Ở đây có bức phù điêu gì nè, có hai cái đèn chiếu lên nè, đèn led to nè. Nè, từng chỗ mô phỏng hội đánh bài Chòi Nhân Gian Bình Định. Đây là mô phỏng cái hội đánh bài Chòi Nhân Gian Bình Định, truyền thống nhân gian. Ở dưới là chơi bóng chuyền vào buổi sáng, buổi chiều đó, họ ra họ chơi. Đây gió mát lắm anh chị, ra đây ngồi ăn nè, mát lắm. Đem đồ ăn, thức uống, bãi biển chơi buổi tối. Đi dạo bãi biển rất là thích, ở dưới đi dạo ở dưới cũng rất là mát luôn. Nghe tiếng sóng biển dạt dào ở trong, ngồi ở công viên, cây rất là mát, gió rất là thổi rất là mát. Sáng thì ra đây tập thể dục. Đó, có đồ tập thể dục, một khúc là có đồ tập thể dục, có băng đá, ghế đá ngồi. Tối ra đây cũng rất là mát anh chị.
đó, đội tập thể dục nè, trẻ em tối dắt trẻ em ra đây vui chơi, thích chưa? Dắt con ra đây vui chơi. Đó, trẻ em vui chơi nè, đúng không? Rất là thích, rất là bài bản luôn. Đó, khu vực trẻ em vui chơi. À, một khúc là có một cái tượng đó anh chị. Khúc có một cái tượng. Hay là mô phỏng gì đây? À, Hùng Kê Quyền. Hùng Kê Quyền. Mô phỏng Hùng Kê Quyền. À, thế của kê chắc gà ha. Vỏ Bình Định mà, xứ vỏ mà anh chị. Mà làm tạc bằng đá hoa cương luôn anh chị. Tạc bằng đá hoa cương luôn. Rất là đẹp. Đó. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Em bất ngờ em ra bãi biển em thấy nhiều điều bất ngờ lắm. Quảng bá hình ảnh du lịch. Đó. Bãi biển rất là sáng luôn. Mấy cái đèn này sáng lắm. Đèn như sân vận động mà. Đi dạo dạo ra đây hóng mát gió biển, lâu lâu đổi vitamin C, dắt người yêu ra đây ngồi rất là mát luôn. Dắt người yêu ra đây, dắt người yêu ra đây tâm sự lòi chim biển. Rất là thích nha, ở trong rất là nhiều ghế đá công viên. Bên kia là các nhà hàng hải sản. Đó, sáng lắm anh chị. Lúc này hơn 10 giờ đêm rồi nha. Hơn 10 giờ đêm. Bên kia vẫn còn sáng đèn. Ăn nhậu rất là sơm tụ. Ở bên đây là các quán cà phê bãi biển nè. Đó. Cà phê bãi biển nha. Tối dọn cà phê ra, cà phê bãi biển nè. Đẹp chưa? Đây lại coi cái tạc cái hình gì đây. Đây các môn võ gì nè. Một thế võ trong bài quyền. Ba chân hổ. À, ba chân hổ. Đó, ba chân hổ. Ba chân hổ. À. Mọi thứ về Việt Nam. Anh ở đâu rồi? Anh Sài Gòn. À. Mọi thứ về Việt Nam. Anh đi du lịch rồi. Anh đi du lịch các tỉnh. Cái xe này anh đỡ kìa. Anh đi chiếc Yamaha đúng không? Nhớ xem nha. Đó, ở dưới đây là bãi biển nha anh chị. Bãi biển thì tối mình uống cà phê anh chị, uống cà phê ngồi ở dưới biển rất là thích đó chứ. Nhiều dịch vụ, rất là nhiều dịch vụ nha. Đó, rất là nhiều dịch vụ. Đó, rất là đẹp nha. Các bạn nữ tối ra uống cà phê nè. Uống cà phê ngồi dưới bãi biển, ngắm biển. Ngắm biển nha anh chị. Quá đẹp. Xuống đây check in chụp hình. Đó. Xuống check in chụp hình. Đổi vào. Đây là Sea Sen Cà Phê. Cà phê Sea Sen Cà Phê, cà phê bãi biển, dạng như cà phê bãi biển. Đó, xuống đây chụp hình. Đó, võ cổ truyền nè, thế võ cổ truyền nè anh chị, cổ truyền của Bình Định. Đây là Ngọc Trăng Quyền. Đó, rất là nhiều cái tượng, rất là nhiều cái tượng. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn anh chị ơi. Đó, ở ngoài là bán
chả viên chiên đó, ở đâu cũng vậy thôi. Buổi tối em thấy đặc biệt là buổi tối tại thành phố biển Quy Nhơn rất là đẹp, vào ban đêm rất là nhộn nhịp luôn chị đó, ngồi ngắm biển rất là mát, ra đây kêu ly nước rất là mát luôn, quá mát luôn chị. Thôi cũng video cũng dài rồi, thôi video cũng tới đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kênh Mọi Thứ Về Việt Nam để Mọi Thứ Về Việt Nam có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo hấp dẫn hơn nha.